Kính thưa quý vị, sư tử biển Hopi đang trong tình trạng hồi phục, tin từ Solito, California. Vào tháng trước, Hopi, một bé sư tử biển, đã được tìm thấy khoảng 100 dặm từ biển cả sau khi con thú này đi lang thang vào đất liền và được phát hiện tại một trang trại ở Modesto. Hiện thời, các viên chức tại Trung tâm Động vật có vú Hải dương Marine Mammal ở Solito, California nói rằng chú đang trong tình trạng tốt đẹp và tiếp tục hồi phục từ những thử thách mà chú gặp phải trong nội địa, vốn để lại cho chú sư tử biển nhỏ bé khá đói lòng. Khi chú đến bệnh viện, chú cân nặng khoảng 36 pounds. Sư tử biển ở tuổi của chú có thể cân nặng từ 60 cho đến 70 pounds. Từng một lần chỉ có thể cho ăn bằng ống. Bây giờ chú ăn uống từ một chế độ đều đặn của cá trong hồ mà các giới chức tại trung tâm nói là một dấu hiệu tích cực. Đoạn video thu hình bởi trung tâm Marine Mammal cho thấy chú đang nhảy cạnh hồ bơi, nơi chú được tham gia bởi một con sư tử biển khác. Trung tâm này xác nhận đã có hơn 350 bệnh nhân cho đến hiện thời và tốn khoảng 1.000 pound cá mỗi ngày cho thực phẩm tại đây.